Thứ nhất, các ngân hàng có rất nhiều nhóm đối tượng để phục vụ. Thứ hai, các ngân hàng có những sản phẩm và dịch vụ khá giống nhau cho cả hai nhóm đối tượng trên. Thứ ba, các ngân hàng phục vụ khách hàng tại các kênh giao dịch cũng gần giống nhau. Cái thứ tư, khách hàng có thể sử dụng nhiều sản phẩm của nhiều ngân hàng cùng một thời điểm. Vậy thì, nhiệm vụ của marketing là sẽ làm gì để hỗ trợ cho việc kinh doanh và phát triển của một ngân hàng? Trong khóa học này, tôi sẽ chia sẻ cho các bạn những kiến thức nền tảng về marketing trong lĩnh vực ngân hàng bao gồm 5 chủ đề chính. Thứ nhất, khách hàng của ngân hàng là ai? Là who. Thứ hai, sản phẩm của ngân hàng là gì? Là what. Thứ ba, kênh bán hàng và các nơi giao dịch từ là where. Thứ tư, nhiệm vụ marketing trong ngân hàng là how to do it. Thứ năm, các tố chất, kỹ năng cần thiết để thành công cũng giống như khả năng đo lường các hiệu quả công việc. Hy vọng qua khóa học này, các bạn sẽ thấy được bức tranh tổng thể về marketing trong ngành ngân hàng, phân biệt được với marketing trong các lĩnh vực khác như hàng tiêu dùng hay bán lẻ, hiểu được trọng tâm cần chú ý và nắm vững các nhiệm vụ cũng giống như tổ chức kỹ năng để phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực ngân hàng.